Nhiều người vẫn nghĩ để tài sản trong cốp xe là an toàn, thế nhưng mọi tình huống không thể ngờ đều có thể xảy ra. Các đối tượng trộm cắp tài sản luôn có những mánh khóe ra tay siêu chuyên nghiệp. Những vụ việc vừa xảy ra trước một shop mỹ phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh sau đây là một minh chứng. Điều đáng nói là người thực hiện vụ trộm là một đôi vợ chồng chở theo con nhỏ để qua mắt mọi người xung quanh. Hình ảnh ghi lại cho thấy người phụ nữ điều khiển xe máy ghé vào tiệm mỹ phẩm để mua đồ. Một lúc sau, có một người đàn ông chở theo vợ con cũng ghé đến. Người vợ đi vào trong để giả vờ đánh lạc hướng, còn người chồng phía ngoài cởi áo khoác che chắn để cậy cốp xe lấy tài sản. Sau khi thực hiện xong phi vụ, hắn nhanh chóng mặc lại áo khoác và cùng vợ mình tẩu thoát. Sau khi mua đồ xong, người phụ nữ này mở cốp xe lấy tiền để thanh toán mới tá hỏa tìm không thấy ví tiền. Trích xuất camera lại mới biết chính vợ chồng và đứa con đi xe máy màu đỏ chính là thủ phạm. Cách ly xã hội, nhiều doanh nghiệp cửa hàng đã phải tạm đóng cửa và vì thế mà nhiều lao động mất việc làm. Nhằm hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức cá nhân đã tự thành lập nhiều tụ điểm phát đồ ăn miễn phí, san sẻ với mọi người. Tuy nhiên mới đây, dư luận bỗng nhiên trở nên dậy sóng trước hành động phản cảm của một vài cá nhân vơ vét sạp đồ từ thiện xảy ra ở Hà Nội. Quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip sau đây để xem điều gì đã diễn ra nhé. Dư luận hiện đang dậy sóng phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh vơ vét đồ từ thiện diễn ra tại điểm phát quà miễn phí trên phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đoạn clip cho thấy, khi gia chủ để đồ bên ngoài cho mọi người tự đến nhận, thì người đàn ông không đeo khẩu trang này đã lấy đến 3 túi. Chưa hết, một người phụ nữ khác còn cầm theo túi ni lông to và nhặt toàn bộ các phần quà trên bàn mang về. Khác với hành động phản cảm vừa rồi, cộng đồng mạng đang bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp của một tài xế. Vì muốn nhặt lại chiếc ví trả lại cho người đánh rơi, nam tài xế đã phản ứng với người đe dọa mình. Camera hành trình trên ô tô của nam tài xế ghi lại diễn biến vụ việc. Khách thanh niên đi xe máy làm rơi ví tiền, nam tài xế cho xe vào lề và xuống nhặt ví. Anh định bụng sẽ đuổi theo người đánh rơi để trả lại, nhưng gặp tình huống khó xử. Một người đàn ông từ vỉa hè bất ngờ chạy ra, người này nhặt ngay lấy chiếc ví và ngăn cản nam tài xế trả lại cho thanh niên. Thuyết phục người đàn ông không thành, nam tài xế quyết định đăng đoạn video lên mạng xã hội và kêu gọi cộng đồng mạng giúp thanh niên tìm lại ví. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một thanh niên chạy xe máy phi thẳng ra đường mà không hề quan sát. Hậu quả nặng nề đã diễn ra, người này bị ô tô hút bay lộn hai vòng dẫn đến nguy kịch. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của nhà người dân cho thấy, chiếc xe ô tô đi từ hướng Cẩm Mỹ ra Suối Cát, va chạm mạnh với xe máy đi với tốc độ nhanh từ đường trong đi ra, khiến nam thanh niên bay lộn hai vòng trên không rồi văng qua vỉa hè bên kia đường. Hậu quả, nam thanh niên bị nguy kịch đến tính mạng, hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, vụ va chạm xảy ra ở ngã tư Lăng Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.